Thanh niên tóc đỏ quét ra tay đập camera nhưng số nhỏ, hình ảnh vẫn được lưu lại rõ nét. Hôm nay ngày 27 tháng 4, trên các diễn đàn phòng chống kẻ gian, truyền nhau vụ việc manh động với caption như sau. Đột nhập quán cà phê trộm đồ, phát hiện có camera an ninh, gây trộm trả tội đã phá hủy camera, nhưng xui xẻo thay, hình ảnh vẫn được lưu lại. Tình huống như thế nào, mời cả nhà xem tiếp nhé. Qua đây chủ tiệm lắc đầu chán nản tự trách bản thân, sao mà xui quá trời quá đất, xem lại camera mà chán nản thật sự. Đám thanh niên chay chán vừa công rỗi nghề, nhìn tóc xanh tóc đỏ là thấy thua rồi, càng hết lời không muốn nói thêm và muốn nhờ kênh Sài Gòn TV chia sẻ rộng rãi vụ việc để mọi người nâng cao cảnh giác. Vụ việc xảy ra sau tại quán cà phê khu vực phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương vào ngày 23 tháng 4, nhắc nhở các quán cà phê đề phòng đột nhập ban đêm. Từ clip camera cho thấy kẻ trộm trẻ tuổi có máy đầu tóc nhuộm màu đỏ vàng vàng, nhìn rất chất chơi, lại còn không đeo khẩu trang, đã cày cửa vào quán cà phê. Tên này sau đó thản nhiên bật đèn sáng để lục lọi tìm kiếm tài sản lận lưng. Khi phát hiện có camera ghi hình, gã này đã đập luôn camera để không thể nhận diện được mình. Nhưng vô tình khi leo lên đập phá camera cũng là lúc gương mặt của hắn được nhận diện rõ nhất. Chủ quán cho biết đối tượng đã trộm 2 điện thoại, 3 thùng nước ngọt. Được biết mặc dù mắt camera bị hủy nhưng hình ảnh đối tượng vẫn được lưu lại. Cũng qua đây, khổ chủ mong muốn không cần che mặt kẻ gian để mọi người nhận diện mà phòng chống. Còn bạn, bạn thấy sao về pha kẻ trộm tóc đỏ đập luôn màn hình camera để hành nghề trộm cắp này? Comment cho chúng tôi biết đi nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.